93 thiên, ngày 93. Bọn mình nói chuyện đến rất muộn mới ăn cơm. Hãy nghe và nhắc lại. 我们聊到很晚才吃饭。 我 们 聊 到 很 晚 才 吃 饭 我们聊到很晚才吃饭。 我们聊到很晚才吃饭。 Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Mình là Phan Thùy Dương, bạn của chị Triệu. Tôi là Phan Thùy Dương, Zhao Jie Jie de peng you. Mình thấy nói tốt lắm mà. Tôi thấy nói tốt lắm mà. Cũng là người Hà Nội. 也是河内人. Người bản địa Quế Lâm. 桂林本地人. Ồ, hóa ra là vậy. Ồ, 原来是这样. Nhận được rồi, với nghĩa nhận được điện thoại rồi. 接到了. Mình cảm thấy nên dùng. 我觉得应该用. Khát rồi phải không? 渴了吧. Muốn uống chút gì không? 要喝点什么吗? Đã là bạn bè. 既然是朋友, cho mình cappuccino. 给我卡布奇诺. Mình hay đến tiệm này đọc sách, tự học. 我常来这家店看书自习. Quán cà phê này. 这家咖啡厅. Khá ít gặp. 比较少见. Vị rất ngon, rất thơm. 味道很好, 很香. Thôi. 算了. Còn rất no. Khái khấn bảo. Sao ăn muộn như vậy? Sao mà chưa được nào mà hoãn? Buổi sáng đi. Sang ngủ chỉ. Nói chuyện phiếm đến rất muộn mới ăn cơm. Léo đảo hấn hoãn, 才吃饭.